lần trước ở bệnh viện tôi muốn gặp lại người đó, sau đó bị đưa vào một tình trạng này, chính là người đã làm việc với một tháng. Tôi xin lỗi, lần trước là ta thấy rằng ta không nên nói như vậy. Thật là tôi làm ta hy vọng chúng ta phải làm hữu ích cho bạn người. Nhưng thời điểm chúng ta bệnh viện tâm thần đã vô cùng khó khăn. Hiện tại đi gặp lại các bạn, anh cảm thấy tôi nói không sao đâu, ta cũng không để trong lòng là thế thì cũng như thế nào rồi. Một cuối cùng không phải đang đứng trong điện lắm. Có rất nhiều người kể chuyện về